xin ông trời ban phước cho dân vượt qua cơn nguy hiểm đại dịch, nơi dương trần ngàn cay vào đắng, nước mắt buông tuôn dài từng bờ mi, thương cho cả thế giới xung quanh và người dân ở nước Nam mình. Khi đại dịch khắp nơi truyền nhiễm, biết bao nhà xa lìa người mình yêu. Khi chỉ thị 16 đưa ra, vậy thì ta nên phải ở nhà, đi ra ngoài chỉ khi cần thiết, chẳng lan truyền cho mọi người bình. Chấp hành theo đúng như trên, ngày không xa cả nước yên bình, quên ưu phiền niềm vui tìm đến, ta sung vầy bao ngày đã gửi xa. Ta hãy cùng chung sức chung tay, để vượt qua những khó khăn này, rồi một ngày bình yên sẽ đến. Đau buồn chẳng còn đâu. Giờ đây khúc ca tặng người dân ca nước Nam mình, như động lực vượt qua gao cán, sớm trở về những ngày dài bình yên. Chào mọi người ạ. Khi chỉ thị 16 đưa ra, vậy thì ta nên phải ở nhà, đi ra ngoài chỉ khi cần thiết, chẳng lan truyền cho mọi người bình yên. Nếu chấp hành theo đúng như trên, ngày không xa cả nước yên bình, quên ưu phiền niềm vui tìm đến, xung vầy bao ngày đã rời xa. Ta hãy cùng chung sức chung tay, để vượt qua những khó khăn này, rồi một ngày bình yên sẽ đến, môi tươi cười đau buồn chẳng còn đâu. Giờ đây khúc ca tặng người dân ca nước Nam mình, như động lực vượt qua gao cán, sớm trở về những ngày dài bình yên. Giờ đây khúc ca tặng người dân ca nước Nam mình, như động lực vượt qua gao cán, sớm trở về những ngày dài bình yên. Tay cùng chung sức chung tay,
thế mà dịch kia vẫn còn tăng, khiến cho bao người khó nghèo giờ đây mất việc làm. Đã thế giá cả thì tăng theo thời gian, khiến người nghèo thêm bao lắm tháng. Ai cũng kêu trời giấu cho bao người gắt gần tình thương tương chờ nhau. Khó khăn bây giờ bởi vì dịch kia đang lan tràn, mà có mấy người thật tâm tương chờ nhau suốt ngày chỉ mong cho làm sao ta giàu thật mau. Ai ơi nhìn xem kìa, người ta tăng giá thấy mà đau quá, công nhân đôi khổ đi làm không được giờ bị cách ly. Đau xót thương rằng biết bao lâu nữa mới được bình yên như ngày xưa, để cho dân nghèo có được niềm vui trên cuộc đời. Người ơi nếu còn tình thương xin làm ơn giúp dùng người dân tôi Việt Nam. Bao người cảm ơn. Bao người gắt gần tình thương tương chờ nhau, khó khăn bây giờ bởi vì dịch kia đang lan tràn, mà có mấy người thật tâm tương chờ nhau suốt ngày chỉ mong ra làm sao ta giàu thật. Giờ bị cách ly đau xót thương dân biết bao lâu nữa mới được bình yên như ngày xưa, để cho dân nghèo có được niềm vui trên cuộc đời. Người ơi nếu còn tình thương xin làm ơn giúp dùng người dân tôi Việt Nam. Bao người cảm ơn.